66 câu Phật học làm chấn động thiền niệm thế giới. Câu thứ nhất: sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Câu thứ hai: nếu anh không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh, vì chính tâm anh không buông xuống nổi. Câu thứ ba: anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. Câu thứ tư: anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Điều thứ năm: khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Câu thứ sáu: sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. Câu thứ bảy: anh có thể cho tình yêu, nhưng đừng nên dính mắt, vì chia ly là lẽ tất nhiên. Câu số tám: đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận. Câu số chín: khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não. Câu số 10: mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Câu số 11: người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi được người khác. Câu số 12: anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh. Câu số 13: một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. Câu số 14: người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Câu số 15: hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Xin anh đa khẩu hạ lưu tình. Câu số 16:
vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người quyền rủa anh là ai. Giả sử anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại một phát? Câu số 17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích. Câu số 18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận. Câu số 19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chưa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao anh phải chưa đầy những phiền não như vậy? Câu số 20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít. Anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh. Câu số 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để măng, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Câu số 12. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác, chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình. Anh hiểu chứ? Câu số 23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình. Câu số 24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. Câu số 25. Tính chấp là nguyên nhân của khổ não. Buông tình chấp, anh mới được tự tại. Câu số 26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. Câu số 27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh. Câu số 28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. Câu số 29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. Câu số 30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí tuệ và kinh nghiệm, thì mắt phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. Câu số 31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không. Câu số 32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. Câu số 33. Người không tắm rửa thì càng xuất nước hoa càng thấy thối.
danh tiếng và thân quý, đến từ sự chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm. Câu số 34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi. Câu số 35. Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ. Câu số 36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. Câu số 37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào. Cần gì khổ như vậy? Câu 38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. Câu số 39. Quản kết chúng duyên chính là không làm tổn thương bất cứ người nào. Câu 40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng. Câu 41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. Câu 42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. Câu 43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. Câu 44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh. Câu 45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực. Câu 46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người. Anh dối người khác được, nhưng anh không bao giờ dối nổi lương tâm mình. Câu 47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. Câu 48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang theo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì? Câu 49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của anh. Cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. Câu số 50. Cảm ơn Thượng Đế với những gì tôi đã có. Cảm ơn Thượng Đế những gì tôi không có. Câu số 51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi. Câu số 52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây tổn thương, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. Câu số 52.
số 53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình. Đừng lừa dối chính mình. Câu số 54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. Câu số 55. Đa số người cả đời chỉ làm được 3 việc: dối mình, dối người và bị người dối. Câu số 56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối anh nhất thời, nhưng nó lại gạt anh suốt đời. Câu số 57. Chỉ cần tự giác tâm an thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn có một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. Câu 58. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì anh chỉ có mỗi thứ này. Nếu anh chịu buông xuống thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống, thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi. Câu số 59. Nếu anh có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. Câu số 60. Anh có nhân sinh quan của anh, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới anh. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được anh. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu. Câu 61. Anh hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì anh cần phải khống chế hiện tại. Câu 62. Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô. Anh hãy nghĩ họ chính là thiện tri thức của anh. Câu 63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy bán chúng ta, nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. Câu số 64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Anh muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. Câu số 65. Thế giới không muốn thuộc về anh, vì thế anh không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cũng muốn cho ta, nhưng không thuộc về ta. Câu số 66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh,
nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình. Đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. Liên Diệu Sưu Tầm. Đó là 66 câu Phật học làm chấn động thiền niệm thế giới.